Công an tạm giữ hình sự Trần Thanh Nguyên, 28 tuổi, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Chỉ trong một ngày, thanh niên này thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật dây chuyền ở Tiền Giang và Bến Tre. Tất cả được cập nhật trong bản tin 30 giây nóng tối 25 tháng 12.